Hello, xin chào các bạn. Có thầy mẹ đây nè. Các bạn ơi, các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 10 giờ. Trời. 10 giờ kém. Rồi mới giờ ngủ thức dậy các bạn ơi. Mới đi công chuyện cả ngày hôm nay á. Nên thành ra đi về cái mệt qua ngủ luôn. Bây giờ mới giờ thức. Thì bữa nay mới sẽ làm gỏi đây. Đó. Ở trong này thì có dưa leo với lại xoài. Ở trong này thì có một ít ốc, tại hồi nãy mới mới vô trộn cho tham mì nhưng mà nó kêu cay quá nên thành ra mới đổ lại, mới làm cho nó cái khác vừa cay hơn, vừa ăn hơn. Nên thành ra có ở trong này chứ mới chưa có trộn. Thì bây giờ mới sẽ bắt đầu trộn á. Mình sẽ để ốc vô. Ốc hương các bạn. Thật ra ốc này rất là ngọt nên thành ra cũng không cần phải ăn với nước chấm thôi. Ngon lắm. Đây. Cái này là ớt nè. Ớt với lại cà chua. Bây giờ mình sẽ đổ vô hơn nè. Nó toàn là ớt không. Rồi các bạn. Giờ trộn lên nhé. Rồi đây các bạn. Trộn lên nè. Trời ơi xuất sắc luôn các bạn ơi. Dưa leo với lại xoài á thì mới có ngâm chút xíu với lại muối các bạn ơi. Tại nhất là dưa leo á, nếu mà mình không có để với muối á, là nó sẽ bị ra nước nhiều lắm. Còn cái này là mình ngâm chút xíu xong rồi nó ra nước hết rồi á, mới rửa lại. Thì bây giờ là nó sẽ không có ra nước, nó không có bị lạc nữa. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Cái này là cà chua à. Ngon lắm. Bắt đầu hơi. Giờ mình sẽ để vô dĩa các bạn nha. Rồi mình sẽ đổ vô. Đây các bạn. Trời ơi chảy nước miếng. Mời các bạn nha. Mời các bạn ăn. À các bạn, mời các bạn nha. Trời ơi các bạn ơi, Mary bây giờ không biết làm sao nữa, Mary đụng cái gì là bị đau không à. Mary mới giờ cắt cái tay của Mary ngay đây rất là sâu luôn, cắt trúng các bạn ngồi, cắt bằng cái kéo mới ghê. Không biết làm sao luôn, đầu óc làm sao luôn. Nói chung là cái tay của Mary này nè, bị thương rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nhất là bữa nay là nặng nhất nè, thì mới có để cái đó bandage rồi đeo cái bao tay cho Hồng là nó cay lắm. Bây giờ mời các bạn nha. Đeo bao tay bên này, ăn bên này. Tha mày cười. Mới sẽ bóc tay á. Nó nghiêng xíu cho các bạn thấy nước nè. Mới để cối dưới. Có thầm mình ngồi ăn với mình ở đây luôn. Ngon lắm rồi. Xoài. Hơi chua. Giòn giòn. Dưa leo thì rất là thấm luôn. Ngon quá.
Sao mày kêu bánh này ngon? Đây của tao mì nè. Ăn hết rồi mới cho trộn thêm lần hai. Cà chua. Trời mà nó đã đổ mồ hôi luôn nè. Ốc hương mà hộp á các bạn, bóp làm gỏi rất là đã. Gần đây, trời ơi, cuối tuần mình bận quá mà ngồi. Thế là hồi trước mình không có ship xa, bây giờ mình nhận đơn xa hơn, càng lúc càng xa rồi. Ok, mà nó đã. Dưa leo á, ăn vô nó thấm nhưng mà khi mình nhai là vẫn có cảm giác mát các bạn ơi. Cho mẹ vừa ăn vừa uống nước luôn. Tao mày kêu càng lúc càng cay. Các bạn ơi, các món mà Mary bán chính á là tôm cua các bạn, nói chung là hải sản. Mary đặc biệt mê hải sản tại Mary bán khách không ăn, Mary ăn hết. Nhưng mà có nhiều món khác các bạn. Thì cái đó không phải là món của Mary, chỉ là Mary lấy của những người khác xong rồi đem qua nhà Mary để mà các bạn, nhiều khi các bạn hỏi Mary muốn mua các bạn, nhưng mà nó lại nhiều khi các bạn chưa có ăn á, thì các bạn lại muốn mua một bịch để mà ăn thử thôi, thì các bạn nó ngại mua cái chỗ đó, nên thành ra Mary lúc nào cũng share, giống như là khi mà Mary lấy về Mary ăn á, là Mary để lại cho các bạn y hệt giá giống như là Mary mua vậy đó, thì để cho tiện cho các bạn pick up thôi. Nên thành ra bây giờ là Mary có thêm rong nho nữa, nếu như các bạn muốn lấy chung các bạn á, cho các bạn tiện pick up. Chứ món chính của Mary bán này vẫn là tôm cua, trời ơi nó cay. Mới có khô cá nữa, khô cá ngon lắm, khô cá chỉ vàng ăn với cơm. Okay,
Thế ăn cơm đi. Nó cài có ly nước của anh đi không có tiền. Anh làm mình anh uống hả? Ừ? Làm mình anh uống hả? Anh nói ly nước của anh, anh đâu nói mình anh uống. Bye bye. Bye bye. Dạ không, ăn cơm hả? Không, nó mà biết sao không, lúc mà mình như vậy á mệt với lại mình dễ bị say xe các bạn ơi, mỗi lần mà mình đi xe á là lúc nào cũng khó chịu trong người hết trơn á. Bây giờ là đỡ rồi nhưng mà vẫn mỗi lần đi xe là mình vẫn khó chịu không ạ. Chứ hồi trước hả, mình đi xe mình ói quá trời luôn. Sao mình ngặt như người tại gia đình mình luôn. Lúc mà mới qua trời, sợ nhất là đi xe các bạn. Bởi vì nhiều khi hả, mình tưởng là nghèo không thích đi xe, không phải nghèo không có xe đi, nhưng mà gia đình mới lại chảnh các bạn ơi, ai cũng bị say xe các bạn, nên thành ra lúc mà mới qua này, khi mà đi làm giấy tờ này kia, khi mà nói là đi bộ chỗ gia đình mới vui các bạn ơi, chứ mà đi xe là sợ. Ốc ngon quá. Nhất là lúc mới qua các bạn, gia đình mới thành bệnh hội người Việt giúp rất là nhiều nè, xong rồi mục sư các bạn bên nhà thờ thì mục sư chở gia đình mới chơi rất là nhiều luôn, gần như là mọi nơi luôn các bạn, chở gia đình mới đi chơi chỗ này chỗ kia để biết Canada. Nhưng mà đi chơi thì vui, nhưng mà thật sự gia đình của mê không, vừa muốn đi chơi mà vừa sợ, tại vì sợ đi xe các bạn ơi, người nào cũng say xe hết trơn luôn á, nên thành ra đi chơi lúc nào cũng mất vui. Nên mê nghĩ lại bây giờ giống như là lúc đó á, chắc là một xưa nghĩ gia đình này bị gì, đi người ta chở cho đi chơi là người nào cũng cái mặt buồn hết trơn, chắc vậy quá. Thật ra gia đình mình sợ đi xe các bạn. Hi. Mình lựa ốc mình ăn ngon lắm. Ốc hộp này nè, thịt không 3 pound một hộp đó mà. Thì có nhiều bạn hỏi mê là ốc hộp với ốc vỏ là cái nào ngon hơn. Ốc hộp á thì mê cảm thấy cái thịt nó ngọt thì giống nhau các bạn, nhưng mà nó không có độ giòn nhiều. Còn ốc có vỏ là nó có độ giòn nhiều hơn. Nói chung mỗi người mỗi khác các bạn. Định ăn cua hoàng đế vẫn chưa ăn. Cua hoàng đế mà mình đang bán á, bận quá, chắc là mai bận á. Cái ba lửa còn ôm. Mới có để trong video mới ăn lòng rồi thì phải, có để trong video đó. Trời ơi, nó cay. Mặt nó nhau. Nó cay là một chuyện, còn thứ hai nữa là nó nóng tiêu. Chắc mới múc cơm ăn quá các bạn ạ.
xoài có hai trái, một cái là nó hơi vàng vàng, một trái là còn trắng. Ngon quá mà. Nhưng mà cay quá mà chị hết nổi, mình đi ăn cơm đi. Mình định nói là mình đi uống cơm, ăn cay quá. Đầu óc nó chị không biết đường nằm mò luôn. Rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary nhé. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.